Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào các bạn, ha. Chào các bạn nha. Thì hôm nay cũng nhân dịp Tết Tây các bạn. Thì Phương cùng anh em xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe nha. Làm ăn thì phát tài, vạn sự như ý. Thì hôm nay mấy anh em đi cắm câu các bạn. Cắm câu cá chê. Cắm bằng mồi trùng các bạn. Chuyến này tại tối mấy anh em cũng không có đi bắt nhái được. Nên bữa nay mấy anh em đào trùng đi cắm câu cá chê trước nha các bạn. Rồi chắc một hai hôm nữa mình tối nay hoặc là tối mai mình đi bắt nhái, mình sẽ đi cắm câu cá lóc. Thử câu cá chê trước coi. Câu cá chê dính cho nó nhiều đi. Thôi giờ mấy anh em chuẩn bị đi nha các bạn. Mình cũng xin mời các bạn xem mấy anh em cắm câu bằng mồi trùng nha. Hôm nay coi có trúng nhiều không nha các bạn. Đầu năm. Để mấy anh em chạy vô cống nha các bạn. Vô trong này cắm các bạn ơi. Mình còn chắc cũng có 70 cần ha. 70-80 cần vậy các bạn. Cắm cặp theo mé. Kiếm chừng 5kg cá chê được rồi. có quyền ước ao chứ. Có quyền mơ ước chứ. Như đó 5kg anh đang trừ xà xà đi ha. 80 cần này dính nếu mà cá bự bự dính cỡ mười mấy con là 3kg à. Thấy không? Cá chê cũng tự giá 150-200g lên. Mình thăm hai buổi rồi có nếu mà chúng chúng là 5kg khỏe thôi cái gì đâu. Nước cỡ này trong lại nha các bạn. Rồi mấy anh em đi biển về xong rồi cũng đem lúa xuống sông đặt mà chắc hiu rồi. Lúa nước trong này lúa không chạy mấy các bạn. Kiếm cua đồ. Cua cá lóc kiến rồi được. Cua cá lóc kiến rồi ha. Nên này cũng vài con cá chê, vài con cá lóc cũng được. Thôi giờ để mấy anh em đi cắm dài dài nha các bạn. Cắm xong mà tối mình đi thăm mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Giờ này cũng 7 giờ mấy rồi các bạn. Mấy anh em đi thăm mấy dàn câu cắm của mình cắm hồi chiều nha các bạn. Câu này mình cắm mồi trùng thăm hơi móc mồi hơi bị đuối à. Này móc mồi hơi bị lâu nha các bạn. Mồi trùng thai liền liền luôn. Mới giờ mình đào thấy là hết rồi. Hết là phải hết rồi. Lúc mình cắm xong mình chạy về thấy cần nó nhịp lia lịa hết trơn. Nhịp là mấy con cá rỉ hết trơn, hay dính. Dễ ăn luôn, dễ ăn luôn. Lỡ mà. Để mấy anh em thăm cần nào dính thì mình quay cho các bạn xem. Cái còn quay mà móc mồi này nữa. Cách mấy tiếng. Tiếng mồi mình chơi xong nữa. Nhịp nhịp nha các bạn. Có cần này nhịp nhịp rồi. Cái cá gì thấy nhịp nhịp cần à. Chơi không? Quấn dữ ra ra đây rồi cũng được á, trọng ha.
em, một em chi trắng, cái cỡ đó là vừa kèo ha. Cái này là ngon rồi. Vô khai trương em này cũng không được bự lắm nhưng mà cũng vừa ha. Không bự không nhỏ hả? À. Có dính là ok à. Hết mồi đều rang ha. Giật nữa rồi, giật nữa rồi. Cần trước giật nha. Nhịp nhịp đó. Không biết cá gì thấy nhịp nhẹ quá vậy đây. Thấy ướt chẳng luôn. Chê hả? Chê. Chê hả? Ôi, cũng được. Nhỏ hơn tí. Là chê, chứ không phải chê đó. Chê, chê. Dính là ngon à. Sớm mới cắm rồi để quay với lại thấy dịch nó khá nhiều. Dịch là đúng như dịch đúng như. Cá chốt với cá rô. Cá rô con mà đa số những cái cá chốt nó rẻ nhiều. Cá chốt với mấy cá rô nhỏ nhỏ. Liệt liệt rồi đó. Càng trước liệt liệt các bạn ơi. Chê nữa hả? Ba em hai gai chứ không phải ba gai. Cái
mỏi mỏi tay thôi mà. Ngày kia móc sao giờ móc dĩa. Ở trước cần mẹp mẹp rồi các bạn ơi. Mẹp mẹp cần này. Quấn vô đó rồi đó, đó còn đó. Thấy không? Quấn ngay nhánh ở dưới rồi đó, nhánh cây gì dưới. Chê nữa. Con này nhỏ. Càng ngày càng nhỏ hả ta? mới đậu bự cái tới vừa vừa, cái tới nhỏ, rồi tới nhỏ nữa. Càng ngày càng lớn rồi càng ngày nhỏ hả? À. À, tiến lên cái này tiến xuống rồi. Cái bọc gì đang bỏ đi. Lụm nữa. Mong là chiếc này bự hơn nha. Không có càng ngày càng sụp nữa. Mình sẽ thấy càng làm như cũng không có lúc mấy ha. Đúng không? À. Tiếng dè. Đến ngược rồi đó. Càng vô sâu là càng nhỏ lại ha. Ngoài đầu kinh còn bự bự ha. Càng ngày cái rồi nó sụp. Sụp lần lần. 200g cái xuống rồi còn 180 rồi 150 hả? Hơi còn 100g luôn. Tới nhỏ hết cỡ đổi qua tới cargo đó. Rồi. Năm em này các bạn. Gán kiếm chục ngoài vậy. Chục loại mà chục bắp á, chục bắp chục 18 mà. Bây giờ còn cái vụ đó nữa không ta? Dạ còn chục người nó dễ, còn vụ đó bán dễ lỗ. Đi đếm mình chục 10 mà về bán chục 12, 16, 18. Bây giờ chục là chục ha. Ngày xưa tùy theo loại trái cây ha. Chục 10, chục 12, chục 14, chục 18 nữa nha, mới ghê. Dịch là bán chục 12 vậy. Dịch chục 10 không ơi. Tùy cái giá à. Có bắp. Bắp mà ngày xưa dừa cũng chục 12 vậy. Giờ còn chục 12 hả? Chục 12 thì giá cao một chút thôi, sẽ đơn giản mà. Ta mua của mình á, mình nhiều cái giường á, chục 10 nó biến chục 12, còn người ta bán mình uống là chục 10 á. Ờ, thì người ta lời hai trái đó. Đồng giá là lời trái thôi ha. À, gần nửa câu rồi hả? Nửa câu rồi, được 5 em nữa rồi. Hết câu được 10 em không? Chui. Má trời quấn nè. Mà em đứng quá hay dở ha. Đứng giá quá cái cá nó lội vòng vòng nó quấn vô cái cần. Chốt.
Hên, con mồi. Đâu có cây cà bá gác ngang kinh trời. Chạy hả? Không biết sao chạy nè. Mà gắn à. Quay không? Trời giống mưa quá vậy ta. Giống giống như nhiễu hột hay gì á. À, nhỏ à. Bắn lãi các bạn ơi. Lãi mà hơi nhỏ không thấy đâu, thôi đi tới đi ve tốt sao mới thấy được. Nãy giờ đi đoạn về thòn tới cần này mới có thấy nhúc nhích mà không biết cái gì, thấy cũng nhẹ nhẹ các bạn ơi. À, không có lúc cần gì hết. Đó đó đó, nói không lúc cái lúc rồi ha. Nguyên khúc qua giờ thòn không có dính. Mấy cái bọng cây này kia này, nó mới dựa cho nó ở, nó có hang ha. À, đúng cái bờ lại đó, nó cũng vô nó ăn. Cặp mé là tối này đi dựa theo mé nè. Thấy dính bèo quá bạn ơi. Dính kiểu này thua cấm câu cá lóc rồi. Nãy giờ mới có 6 con. 6 con biết mồi biết xử lý. Tại vì sao không phải không có cá các bạn, mà tại vì mấy cá con nó rỉa mồi hết á. Cá lớn chưa lại ăn nữa, cá con nó rỉa hết mồi. Chứ cá chê trắng ở đây nhiều lắm. Đó, chỉ có trùng quấn mới chịu nổi. Ba trùng chuối này rồi rồi lúc đẳng rồi kìa, thấy đẳng lúc và nhịp dữ lắm nha. Thấy từ xa thấy nhịp tăng rồi đó, lại tới xảy luôn cái gì không nhịp gì. Đó. Rồi, thấy bự nha đang. Bự đó. Thấy nó cũng ná ná nhau không? Ná nhau không? À. Cái tầm cỡ cỡ không ha. Ná ná nhau. Cỡ cỡ nhau không à. Có con đầu tiên thấy trời trội một tí. Con đầu tiên dính rồi còn tính toán là bự nhỏ nữa ha. Còn muốn chơi nữa chứ. Chơi bây giờ dính cá nhỏ luôn nè. Nói chung có dính là ok rồi. Đợi đi. Có dính được là mừng rồi. Có dính là mừng rồi. Có liệt lúc nè. Nhiệt cần là thấy khoái rồi, cắm câu lại tới là thấy cần tưng khoái rồi. Cần chứ tưng tưng hoài mệt lắm. Cái gì hoài là chết thiệt.
tới cái mẹp cần mẹp càng ha, nó gỉ xuống cái mẹp 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 nó đã. Không có không có bên kia đâu. Cũng gần hết luôn rồi các bạn ơi. Mình gần 80 cần câu mà dính nãy giờ mới có 7 con cá, không được 8 con, đúng ra 10 cần dính con mới đúng ha. Tính kiếm 2kg cá, cái này chết rồi. 2kg không có, kiếm đỡ 1kg 2 cũng được ha. Không được 2kg thì kiếm đỡ 1kg 2. À, 7 con này là 1kg 2 rồi. Hạ mấy cần xuống chỗ đó sâu không? Sâu à, cặp cái sâu. Nước rồng hay gì á? Như rồng lại chứ đứng đâu. Dịch xuống. Đúng không? Nào. Cần trước hả? Rồi. Nói 8 con có nha. Như cũng gần hết rồi hả? Cần trước lúc rồi các bạn. 80 cần thì 10 cần con, 10 cần con đó. 80 cần là 8 con. Mình được 7 rồi, mình được 7 rồi, đây con nữa là 8 nè. Có thể tương lai được 9 được. Được không? Nó quấn dữ rồi đây. Nó chê luôn đó. Chê không, bữa nay gặt dây chê không ta? Có cỡ nhau không à? Không. Thấy cũng cỡ nhau. Cỡ một. Hai khoang. Khoang 4 con. Hai khoang 8 con. Trời, nghe hai khoang hết hồn. Dính hai khoang cá hả? Nghe kỹ lại. Hai khoang cá mà khoang 4 con. Giờ mấy cần trong này thì mình thấy ngon quá, em ru ha. Mấy cần nữa hết rồi các bạn ơi. Chắc là được 8 con thôi kìa. Tám con biết đâu sáng ngày nhiều hơn nữa.
Gấp đôi hả? Tối 8 rồi sáng là 16 rồi. Không, chỗ đó không có đâu. Trễ gì, nó hết mồi hết, trễ gì. Đi trễ nữa cũng vậy thôi, còn mồi đâu. Có cần nào còn mồi nữa đâu mà cá lại ăn. Nãy giờ đó, cần nào mình cũng móc hết trơn á. Để 3 ngày sau cũng vậy. Cần nữa hết hay gì? Cần nữa cần vui. Gan nặng con nha. Rồi. Kết thúc chương trình. Đến đây đã hết. Cần cuối rồi bạn ơi. Rồi xe luôn. Hả, cần đó xuống lại, thấp thấp một tí. Sao 80 cần dính được 8 con. Thất bại nha các bạn. Tại vì hao mồi quá bạn. Cần nào mình cũng móc mồi lại hết. Mong là sáng có nhiều chứ tối này thôi hết mồi hết trơn. Chuyến thăm câu cá chê buổi tối của mấy anh em. Thành quả mình cắm 80 cần được 8 con cá chê trắng nha các bạn. Cá cũng không được lớn các bạn ơi. Cá roi không à. Chắc anh em cũng xin kết thúc cái phần 1 ở đây nha các bạn. Sáng mấy anh em đi tiếp tục đi thăm. Mình quay mình làm cái phần 2 gửi đến các bạn sau. Còn bây giờ buổi tối này thì mấy anh em đi thăm được tổng cộng là 8 con chê trắng. Mình cũng xin kết thúc cái phần 1 ở đây. Thôi, giờ xin chào các bạn nha. Chào các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2. Buổi sáng mai mấy anh em tiếp tục đi thăm câu cá cha nha các bạn. Thăm câu cá chê nha các bạn. Chê cha nó ná nhau. Chê cha nó ná nhau. Chưa đúng chú nó sư phụ ơi. Sẽ buổi tối rồi thấy hơi bị thắt. Mong là sáng có nhiều nha các bạn. Rồi, giờ mấy anh em chạy về thôi các bạn ơi.